Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hạt dinh dưỡng là những thực phẩm rất phổ biến hiện nay bởi chúng khá dễ ăn, ngon lành, tiện lợi và bổ dưỡng, phù hợp với nhiều người. Có vẻ ngoài bé nhỏ và lớp vỏ sần sùi nhưng các loại hạt lại ẩn chứa bên trong mình hàm lượng dinh dưỡng lớn mà ít có loại thực phẩm nào có thể so sánh được. Các loại hạt có nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và chất chống oxy hóa. Chúng chứa hàm lượng đạm khá cao cùng các chất béo không no, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên khi lạm dụng các loại hạt này có thể gây phản tác dụng. Vậy sử dụng hạt dinh dưỡng sao cho đúng cách để phát huy tác dụng tốt nhất? Chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ ngày hôm nay sẽ cùng đề cập đến câu chuyện này. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chủ đề này. Đó là Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào MC Huy Hoàng và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, các loại hạt có vỏ cứng và tách vỏ khi dùng. Đồng thời những hạt này được canh tác bình thường và rất đa dạng vì là sản phẩm từ thiên nhiên, mang nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe. Phổ biến chúng ta có thể kể đến như là hạt chia, hạt óc chó, hạt maca, hạt điều, hạt sa cha in chi hay là hạt dẻ. Hơn nữa thì các loại hạt này cũng cung cấp cho cơ thể người sử dụng nhiều dưỡng chất cần thiết, kể đến như là protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất tốt khác. Ngoài ra hạt dinh dưỡng được sử dụng trong nhiều trường hợp như là ăn kiêng, ăn chay, bởi vì hạt dinh dưỡng chứa nhiều chất béo và tất cả đều là chất béo tốt, tốt cho hệ miễn dịch cũng như là cân bằng dinh dưỡng cho toàn cơ thể. Vậy trong hạt dinh dưỡng có những thành phần gì tốt cho sức khỏe của chúng ta? Hãy cùng lắng nghe cơ thể bạn qua clip ngắn ngay sau đây. Các loại hạt dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được các lợi ích sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên tiêu thụ chúng vào các khoảng thời gian khác nhau trong ngày nhằm tận dụng số lượng tối đa các chất dinh dưỡng từ hạt. Một khẩu phần chứa khoảng 30g các loại hạt, tương đương với 1/4 cốc, chứa một năng lượng ước tính khoảng 168 calo. Các loại hạt chứa ít chất béo bão hòa, vì vậy khi tiêu thụ chúng, thay vì các nguồn protein động vật, có thể giúp chúng ta giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Các loại hạt cũng đóng góp một phần chất xơ, kali, canxi vào chế độ ăn uống của chúng ta hàng ngày. Mặc dù các loại hạt hữu cơ chứa hàm lượng protein nguồn gốc thực vật lành mạnh, nhưng chúng không thể thay thế hoàn toàn các protein có nguồn gốc động vật khác. Nếu thay thế hoàn toàn thịt bằng các loại hạt, chỉ số vòng eo có thể khiến bạn cảm thấy mất tự tin. Ví dụ một miếng thăn gà 120g chứa 100 calo, nhưng cũng với khối lượng 120g óc chó, chứa tới 740 calo. Thay thế một phần hạt dinh dưỡng trong khẩu phần ăn bằng một lượng nhỏ tương đương với thịt đỏ và thịt đã qua chế biến là phương pháp bổ sung protein được nhiều nhà khoa học đánh giá cao. Vâng, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đó là có thể thấy rằng hạt dinh dưỡng có rất nhiều là công dụng. Và đối với các chị em phụ nữ thì có thể thấy điều quan tâm đặc biệt vẫn là nhất dáng nhì da. Có lẽ chính vì vậy hạt dinh dưỡng ngày nay thì được chị em sử dụng khá là ưa chuộng. Vậy các loại hạt cung cấp những chất dinh dưỡng nào cho cơ thể thưa bác sĩ? Bác sĩ có thể chia sẻ tới quý vị khán giả. Vâng, chúng ta biết rằng hiện nay thì đúng là hạt dinh dưỡng cũng được chị em phụ nữ và các gia đình quan tâm rất là nhiều. Thế thì trong hạt dinh dưỡng chúng ta thấy rằng phải kể đến đấy là chất năng sinh năng lượng. Trong hạt dinh dưỡng thực ra rất là giàu năng lượng. Ví dụ nó có thể dao động từ 500 cho đến trên 700 kilocalo cho 100g. Và đây là một cái thực phẩm mà chúng ta biết rằng rất là giàu các cái chất béo thiết yếu mà chúng ta gọi là omega 3 đấy, hay là tiền tố omega 3, là những chất béo thiết yếu mà chúng ta hay bị thiếu trong khẩu phần ăn. Ví dụ những người mà ăn thịt nhiều thì thường chúng ta bị thiếu. Và trong hạt dinh dưỡng cũng là một cái thực phẩm mà giàu protein. Ngoài ra thì cũng giàu chất xơ, cũng là một yếu tố mà chúng ta cũng hay thiếu trong khẩu phần ăn. Và trong hạt dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng cũng nổi lên đấy là chất chống oxy hóa, mà chúng ta thấy rằng là ví dụ như là vitamin E hoặc một số các cái chất chống oxy hóa nó cũng có nhiều trong các cái hạt thực vật. Và trong hạt thực vật thực ra thì chúng ta thấy rằng nó còn giàu các cái khoáng chất như là canxi, magie, sắt, rồi kali, là những yếu tố mà chúng ta thấy khẩu phần ăn chúng ta cũng hay bị thiếu. Rồi vitamin nhóm B như là B1, B3 cũng có nhiều trong các cái hạt này. Và trong hạt
dinh dưỡng thì chúng ta thấy nó lại còn có không có cholesterol. Cái điều này nó cũng rất tốt cho chúng ta, những người mà đang có các vấn đề về tim mạch ấy. Vâng, như bác sĩ cũng đã chia sẻ là những hạt dinh dưỡng thì rất tốt cho những bệnh nhân mà đang gặp những cái vấn đề về tim mạch. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn, cụ thể hơn là tại sao những hạt dinh dưỡng thì lại tốt cho cái đối tượng này ạ? Vâng, với những người mắc bệnh tim mạch thì chúng ta gọi chung là bệnh tim mạch, như ở đây cụ thể đấy là ví dụ như là tăng huyết áp, mỡ máu cao, thì chúng tôi lại khuyến khích là chúng ta phải sử dụng thêm các cái protein từ nguồn thực vật như là từ đậu đỗ. Ví dụ chúng ta ăn các cái hạt dinh dưỡng hay là đậu phụ từ các hạt đậu tương. Và trong các hạt dinh dưỡng thì chúng ta thấy ngay cả thông thường như là lạc vừng cũng là hạt dinh dưỡng. Và ở trong đây thì chúng tôi thấy rằng nó giàu các cái chất béo nhóm omega 3 là tiền tố DHA, thì khi vào trong cơ thể những cái chất béo này nó hỗ trợ để giảm cái gọi là mỡ máu cao mà chúng ta hay gọi là cholesterol máu cao chẳng hạn, thì chính các cái chất béo này nó giúp giảm bị lắng đọng các cái tình trạng vữa xơ động mạch, hay là chúng ta thấy rằng mỡ trong máu cao thì nó giúp giảm đi. Và các cái chất béo thiết yếu này nó còn có tác dụng là chống viêm, thì với cái tác dụng chống viêm thì cái mảng vữa xơ trong lòng mạch nó cũng giảm đi. Và với thành phần này, giàu chất chống oxy hóa nữa, thì nó giúp cho là cũng ngăn ngừa hình thành các cái mảng vữa xơ, hoặc các cái mảng vữa xơ đã có bám dính ở trong thành mạch thì nó phát triển chậm thôi. Bên cạnh đó thì nó lại không có cholesterol là yếu tố mà gây lên, khi mà ăn nhiều thì nó gây vữa xơ động mạch ạ. Vâng, hiện nay trên một số những diễn đàn về sức khỏe thì mọi người cũng truyền tai nhau một cái thông tin, đó là những phụ nữ ăn khoảng 30 gram hạt dinh dưỡng mỗi ngày và duy trì ít nhất là 5 ngày trên một tuần thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn khoảng 30% so với những người ăn ít hoặc là không ăn hạt dinh dưỡng. Thì không biết là quan điểm của bác sĩ đối với thông tin này như thế nào? Vâng, quan điểm này thì tôi thấy rằng đây cũng là quan điểm cũng đúng đấy ạ. Bởi vì trong các hạt dinh dưỡng thì chúng ta thấy một cái ưu điểm nữa là rất giàu chất xơ. Chất xơ có thể là chiếm từ 9 đến 12 gram cho 100 gram. Mà thường nhu cầu khuyến nghị của chúng ta, ví dụ người trưởng thành thì chúng ta cũng cần khoảng 20-22 gram chất xơ một khẩu phần một ngày đó. Thế thường những cái nghiên cứu thì thấy rằng chất xơ trong khẩu phần hiện nay chúng ta đang thiếu. Và với cái ưu điểm là giàu chất xơ thì chính các hạt dinh dưỡng nó giúp cho cái quá trình tiêu hóa thức ăn nó diễn ra từ từ thôi, và nó không làm tăng cái đường máu sau ăn. Bên cạnh đó lại giàu chất béo, giàu đạm và carbohydrate thì lại ít hơn các cái hạt như là hạt mì, hạt cơm chúng ta ăn, thì cũng giúp cho là cái đường máu nó cũng không tăng cao sau ăn. Thì đây là một cái gọi là một cái tiêu chuẩn về nguyên tắc chế độ ăn cho bệnh nhân bị tiểu đường hoặc đường máu cao, thì chúng ta phải kiểm soát được cái lượng đường trong máu sau khi ăn. Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm thì chúng ta có thể thấy rằng là các loại hạt dinh dưỡng thì có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch này, hay là cao huyết áp, rồi hạn chế ung thư nữa. Và dùng thường xuyên mỗi ngày một lượng hạt thích hợp thì có thể hỗ trợ chúng ta giảm cân hay là chống béo phì. Tuy nhiên, như trong phóng sự mà chúng ta vừa mới xem phần đầu chương trình vừa rồi thì có nêu rằng là nếu như chúng ta lạm dụng hạt dinh dưỡng cũng dẫn đến nhiều nguy cơ như là huyết áp cao này, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hay là ảnh hưởng đến khả năng hấp thu. Cụ thể như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ? Vâng, trước hết thì chúng tôi cũng hơi băn khoăn ấy này đó, khi mà chị em cộng đồng cứ bảo nhau là ăn hạt dinh dưỡng mà chúng ta lại không biết là ăn bao nhiêu thì đủ. Thế nhiều người thì ăn thoải mái quá, ví dụ chúng ta ăn một lúc 100 gram hạt mắc ca chẳng hạn, thì 100 gram hạt mắc ca cũng chúng ta cũng chỉ cần một nắm tay như này chúng ta ăn một lúc, thì chúng ta thấy rằng nó cung cấp những trên 700 kilocalo, tức là riêng 100 gram hạt mắc ca này năng lượng đã nhiều bằng một cái bữa chính, năng lượng còn nhiều hơn cái bát phở chúng ta ăn. Thế chúng ta ăn thoải mái quá thì vấn đề là trước hết là đúng là nó làm cho khó tiêu, bởi vì trong hạt mắc ca thì chúng ta biết rằng nó rất là giàu chất béo nó làm cho bụng chúng ta ấm ạch khó tiêu, rồi ngay cả cái chất xơ một lúc chúng ta đưa vào nhiều quá thì nó cũng làm cho đầy bụng. Và chúng ta biết rằng khi năng lượng nhiều như thế và chúng ta lại ăn không những một lần mà nhiều lần trong ngày, thì rõ ràng nó góp phần làm chúng ta thừa năng lượng, có thể tăng cân, thừa cân béo phì, và bên cạnh đó thì lại phát sinh là tăng huyết áp. Khi mà béo phì thì huyết áp tăng và
mỡ trong máu cũng tăng ạ. Thưa bác sĩ, tỷ lệ người mà bị dị ứng khi mà sử dụng hạt dinh dưỡng thì cũng ở mức rất là thấp thôi. Tuy nhiên cũng không phải là không có, và thực tế thì đã cho thấy rằng là có những cái trường hợp bị dị ứng hạt óc chó chẳng hạn thì chịu những cái di chứng rất là nặng. Thì không biết là trong cái quá trình mà chăm sóc điều trị bệnh nhân thì bác sĩ đã gặp những cái tình huống này chưa? Và những cái hệ lụy về sức khỏe chúng ta có thể gặp phải những gì khi mà gặp phải cái tình trạng là dị ứng đối với hạt dinh dưỡng như vậy? Vâng, chúng ta thấy rằng cũng có một cái tỷ lệ rất là nhỏ, chị em phụ nữ rất là nhạy cảm mà có thể bị dị ứng mấy hạt dinh dưỡng. Ví dụ như là hạt mắc ca hay ngay cả những người ăn hạt lạc thôi cũng bị dị ứng. Thế thì những cái dấu hiệu chúng ta thấy rằng nó có thể tùy theo từng cơ địa, từng người, dấu hiệu nó có thể từ nhẹ đến nặng. Ví dụ nhẹ thì chúng ta thấy rằng các cái dấu hiệu nổi chỉ như là phát ban ở da, chúng ta thấy hơi mẩn đỏ ở da, có thể ở mặt, ở cổ hoặc bất cứ chỗ nào ở trên người. Nặng hơn nữa thì chúng ta thấy có thể là chúng ta thấy hơi tức ngực, khó thở. Đấy là dị ứng cũng đã hơi nặng rồi. Rồi chúng ta lại có thể buồn nôn, đau bụng, buồn nôn, và có những người có cái cơn đau thắt bụng, và lúc đấy chúng ta có khi lại bị rối loạn tiêu hóa rất là nặng đi ngoài. Và có những người chúng ta thấy khó thở, nó có thể ảnh hưởng đến ngay cả hệ tim mạch cũng bị ảnh hưởng. Thế thì tôi khuyên là những người có cơ địa dị ứng, ví dụ chúng ta dị ứng bất cứ thành phần nào của thực phẩm khác thôi, thì chúng ta cũng có nguy cơ dị ứng với các cái hạt. Thì chúng ta phải để ý, chúng ta phải ăn thăm dò, ăn một chút thôi. Nếu mà thấy các vấn đề như nổi ban thì chúng ta phải dừng ngay ạ. Và với những người mà dị ứng nhẹ thì chúng ta dừng ăn thì nó có thể hết cái triệu chứng này. Nhưng với những người mà chúng ta thấy cái dấu hiệu về lâm sàng nó cứ tiến triển như đau bụng nhiều hơn, đi ngoài, rồi các cái vấn đề tim mạch xảy ra, thì lúc đấy tôi khuyên là chúng ta phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất để mà có các cái giải pháp và sơ cấp cứu cho nó kịp thời ạ. Vâng, như bác sĩ cũng đã chia sẻ, đó là khi mà chúng ta ăn quá nhiều các loại hạt dinh dưỡng thì có thể gây ra một số những cái triệu chứng, ví dụ như là đầy hơn này, đầy hơi, nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày do cơ thể là dư thừa chất xơ. Và tùy mỗi cơ địa thì chúng ta có thể gặp những cái triệu chứng dị ứng khác nhau, và đặc biệt là đối với trẻ em. Và khi mà gặp những cái trường hợp này mà chưa kịp đi tới những cái cơ sở y tế gần nhất, thì bác sĩ có cái lời khuyên nào tới các gia đình để có thể xử trí cái tình huống đó một cách chuẩn xác nhất? Trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải ngừng ngay ăn cái hạt đấy, và cũng có thể uống nước. Ví dụ chúng ta uống nước, có thể nước trắng hoặc giống như là nước cam, nước chanh, thì nó cũng giúp cho chúng ta là có thể làm cho giảm cái tình trạng dị ứng hơn ạ. Và cái nước nó cũng giúp chúng ta để đưa cái chất độc, nó một nó thải qua đường tiêu hóa, hai nó thải qua đường thận, thì chúng ta cũng giảm được cái nguy cơ dị ứng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị khán giả, hạt dinh dưỡng đang ngày một phổ biến bởi chúng dễ ăn, cung cấp tốt dưỡng chất và được chế biến nhanh gọn cùng với những bữa ăn chính trong ngày. Trong hạt dinh dưỡng thì có chất dinh dưỡng như là sắt, vitamin và khoáng chất, canxi, axit béo, omega 3 cùng nhiều chất dinh dưỡng vi lượng khác rất tốt cho cơ thể. Thế nhưng có nên sử dụng hạt dinh dưỡng như thế nào là đúng cách là điều cũng khiến cho nhiều người băn khoăn. Cụ thể như thế nào thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây. Các loại hạt hữu cơ rất tốt cho sức khỏe, điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng hãy hạn chế việc đưa chúng vào khẩu phần ăn với số lượng lớn để tránh quá tải năng lượng, chỉ nên sử dụng như những chất cải thiện bữa ăn. Quả hạch đã được nghiên cứu và chứng minh là trái cấm đối với những người ăn kiêng. Một lượng nhỏ loại hạt này có thể chứa tới 10% nhu cầu calo hàng ngày cho một người đàn ông trưởng thành với cân nặng trung bình. Bên cạnh đó, các loại hạt ăn nhanh đóng gói có thể chứa nhiều muối và không phù hợp với bất kỳ ai đang cố gắng kiểm soát tình trạng huyết áp của mình. Tuy nhiên, nếu biết cách cân bằng số lượng hạt một cách hợp lý, chúng có thể mang đến cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe. Các loại hạt là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng, chất béo lành mạnh và protein. Chúng có thể được thêm vào món salad cùng với các món ăn kèm để thêm hương vị. Chìa khóa của việc bổ sung các loại hạt là tiêu thụ chúng theo cách mang lại lợi ích sức khỏe mà không là tăng cân. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ, có lẽ là một câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất lúc này là chúng ta nên ăn bao nhiêu hạt thì là đủ, và hạt dinh dưỡng sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm khẩu phần ăn của chúng ta hàng ngày?
Vâng. Thường chúng ta thấy rằng cái hạt dinh dưỡng thì các bạn cũng có thể đưa vào các cái bữa phụ, ví dụ như là người bị tiểu đường này, hoặc là người mà chúng ta muốn cân đối cái khẩu phần ăn thì chúng ta cũng chia nhỏ bữa ăn, ăn khoảng 4 đến 5 6 bữa một ngày. Thì những cái hạt dinh dưỡng này chúng ta nhớ rằng chúng ta ví dụ buổi sáng chúng ta cũng có thể ăn 2 30 gram, thì chúng ta thấy ví dụ hạt lạc thì nó chỉ là một nhúm thôi. Vâng. Thế ví dụ hạt mắc-ca thì chúng ta thấy nó cũng chỉ độ 10 12 gram hạt mắc-ca thôi. Ừ. Thì lúc đấy đã là khoảng 30 gram rồi. Và lúc đấy thì bạn có thể ăn thêm cốc sữa chua hoặc uống thêm một cái ly cà phê pha sữa nữa, như vậy là chúng ta đủ dinh dưỡng, hoặc ăn thêm một cái hoa quả gì đấy. Thế rồi thì ví dụ những bác bị tiểu đường đường máu cao thì giữa bữa sáng và bữa trưa hay giữa bữa sáng và bữa chiều thì các bác cũng có thể ăn ví dụ khoảng độ 8 hạt mắc ca, buổi sáng ăn, buổi chiều ăn 8 hạt mắc ca. Vì vậy thì chúng ta thấy như vậy thì nó cũng đã làm cho chúng ta được cung cấp thêm khoảng năng lượng là hơn 100 kilocalo, và nó cũng đáp ứng được mỗi cái bữa ăn phụ như vậy, như là buổi giữa sáng và giữa chiều, nó đã cung cấp xung quanh khoảng 10% năng lượng cho một ngày rồi. Tức là một ngày thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ăn 2 lần thì nó cũng cung cấp khoảng cho chúng ta khoảng 30% nhu cầu năng lượng cả ngày ạ. Vâng, bác sĩ có thể bật mí thêm một chút về cái cách lựa chọn các loại hạt khô như thế nào để tốt cho sức khỏe của chúng ta? Vâng, ăn hạt thì chúng ta thấy rằng nó cũng có một cái ưu điểm tốt, nhưng mà chúng ta lựa chọn hạt là phải cái hạt mới, của vụ mới thì tốt nhất, và chúng ta thấy cái hạt nó phải thơm ngon. Khi chúng ta ăn thì nó không có cái mùi bị khét, hay chúng ta gọi là cái chất béo nó bị oxy hóa, tức là cái hạt nó đã để cũ rồi, để lâu rồi. Ví dụ nhất là những cái hạt nó bị vỡ, khi mà không được có sấy khô, không được bảo quản tốt thì chất đạm, chất béo nó bị oxy hóa, thì khi chúng ta ăn, thậm chí những cái hạt đấy khi chất béo bị oxy hóa thì nó đã chuyển sang các cái chất béo chuyển hóa, thì chúng ta ăn vào lại có hại cho sức khỏe chứ không phải là tốt cho sức khỏe như là cái chất béo ban đầu. Rồi chúng ta thấy đặc biệt các hạt nó không phải có không đặc biệt các hạt nó không có bị hình ảnh chúng ta nhìn thấy nấm mốc. Ví dụ như hạt lạc mà bị mốc chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng nó có các cái vi nấm, hay là sinh ra các cái độc tố gọi là aflatoxin, khi mà chúng ta ăn phải thì nó rất nguy hiểm, là nó có thể tích lũy ở trong gan và thậm chí nó gây bệnh ung thư, thì rất là nguy hiểm. Thì khuyên là chúng ta phải ăn hạt mới, hạt thơm ngon. Dù chúng ta ăn hạt rang sẵn hoặc là hạt còn tươi khi về chế biến thì chúng ta cũng phải xem thử cái hạt nó đảm bảo về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, không những bị nấm mốc mà chúng ta thấy rằng người ta cũng không sử dụng các cái gọi là chất bảo quản nữa, thì điều đó mới đảm bảo sức khỏe. Vâng, cũng xin được chia sẻ với bác sĩ một câu chuyện thực tế, đó là như thế này, là trong dịp Tết vừa qua thì nhà tôi cũng mua khá là nhiều cái loại hạt để vừa sử dụng cũng như là tiếp khách. Tuy nhiên trong cái quá trình mà chúng ta bỏ ra bỏ vào để tiếp khách, hay là trong cái thời điểm nồm ẩm như thế này, thì cũng thường xuyên những cái loại hạt nhà tôi thì cũng có xảy ra cái tình trạng đó là bị ẩm hay là bị mềm nhũn. Thì không biết là bác sĩ có thể tư vấn tới tôi cũng như là quý vị khán giả ở đây là cách nào để chúng ta có thể là vừa sử dụng vừa bảo quản những cái loại hạt dinh dưỡng một cách tốt nhất. Vâng, khi mà sử dụng các loại hạt thì tôi khuyên là trước hết là các bạn phải đựng vào trong những cái lọ kín, hoặc là trong các cái túi mà zip được kín đó. Thì khi mà sử dụng thì chúng ta mang ra, nhưng mà sau khi mà không sử dụng thì các bạn phải cất vào cái ngăn mát tủ lạnh. Hoặc là chẳng may là chúng ta không những chúng ta mua nhiều, rồi lại có các bạn bè về vùng nhiều hạt lại quý lại tặng nữa, thì chúng ta thấy rằng dùng mà chưa hết thì các bạn cũng có thể rang khô nó lên, rang vừa phải thôi thì nó cũng bảo quản được lâu hơn. Và trong quá trình bảo quản thì các bạn cũng nên để ngăn mát tủ lạnh thì tốt hơn ạ. Vâng, cũng có một số những cái quan điểm cho rằng là sử dụng hạt chín được rang qua thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng có người cho rằng là chúng ta sử dụng dạng hạt sống thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Thì không biết là quan điểm của bác sĩ về cái khúc mắc này của quý vị khán giả như thế nào? Thực ra thì tùy loại hạt. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các loại hạt mà rang chín, rang khô thì chúng ta thấy rằng các cái liên kết, ví dụ như là các cái khoáng chất với lại chất phytat từ vỏ các cái hạt thì nó cũng bị được giảm đi, và khi chúng ta ăn thì nó cũng dễ hấp thu hơn.
Nhưng mà chúng ta thấy rằng rang thì chúng ta rang nhất là nhỏ lửa thôi, và thời gian rang hơi kéo dài nhưng nhỏ lửa, thì cái điều đấy nó tốt hơn là chúng ta rang lửa rất là to. Chúng ta để to, ví dụ ngay cả bếp ga các bạn để cái số to, thì các cái chất béo khi mà rang kỹ quá thì chúng ta thấy rằng nó bị oxy hóa, nó cũng chuyển hóa thành các cái chất béo gọi như là thể đồng phân đó. Thì chúng ta thấy rằng lúc đấy chúng ta ăn những cái hạt mà hơi bị khét rồi, thì chúng ta thấy rằng đấy là chúng ta đã rang quá tay rồi. Thì nó lại không tốt cho sức khỏe. Cho nên rang cái hạt nó vừa chín tới, nó vẫn còn chỉ hơi vàng mà nó thơm thì nó ngon hơn. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta rang các cái hạt thì một số chất chống oxy hóa nó cũng bị giảm đi, hay các vitamin như vitamin B nó cũng giảm đi. Thế còn chúng ta ăn hạt ví dụ như là hạt maca thì chúng ta thấy rằng nó chỉ sấy rất là nhẹ thôi, chúng ta ăn chẳng hạn thì các cái chất béo thiết yếu nó được giữ lại, rồi các cái chất chống oxy hóa thì nó được giữ tốt hơn là khi chúng ta rang kỹ ạ. Thì bác sĩ cũng có thể chia sẻ cụ thể hơn, chi tiết hơn một chút để quý vị khán giả lắng nghe chương trình thì có thể biết được cách là làm thế nào để chúng ta có thể vừa rang được hạt mà lại có thể vừa đảm bảo cái chất dinh dưỡng tồn tại trong cái hạt đó. Vâng, thường là tôi rang với ngay cả bản thân gia đình chúng tôi cũng hay ăn lạc, thỉnh thoảng tôi cũng rang, thì thường tôi để ban đầu chảo thì tôi chỉ để, ví dụ bếp ga tôi chỉ để 400 thôi, ở cái mức 400 thôi, khi mà chảo đã nóng rồi thì tôi chỉ để mức 200 thôi. Và khi mà rang, chúng ta trong quá trình rang thì chúng ta đảo cũng rất là đều, và thực tế ví dụ rang một cái chảo lạc thì vừa phải, chúng ta đừng cho nhiều quá. Ví dụ các bạn đổ cả 1 kg các bạn rang thì đương nhiên nó đảo rất là khó đều, và nó lại hạt sống, hạt chín thì không tốt. Ví dụ các bạn rang chỉ một cái chảo hạt mà chảo đường kính khoảng độ 26-28 cm thì chúng ta cũng chỉ rang độ khoảng 400 g thôi chẳng hạn, thì chúng ta đảo nó được đều hơn. Và chúng ta rang trên ở cái nhiệt độ như bếp ga là chúng ta để là cái mức nhiệt đấy là 200 á, và chúng ta để rang được độ 15 phút mà khi cái chảo nó vẫn còn nóng thì lúc đấy chúng ta tắt bếp, và tắt bếp thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta vẫn cứ lấy đũa chúng ta đảo, thì như vậy là cái hạt nó vẫn còn được tận hưởng cái độ nóng từ cái chảo và nó lại không bị rang quá ở nhiệt độ cao. Vâng, khi mà chúng ta sử dụng hạt dinh dưỡng thì không biết là có cái loại thực phẩm nào chúng ta có thể là phối kết hợp trong bữa ăn để có thể tăng cái hiệu quả của hạt dinh dưỡng lên hay không ạ? Vâng, trong bữa ăn thì chúng tôi cũng thấy rằng ví dụ chúng ta ăn các hạt dinh dưỡng thì chúng ta có thể hình thức ăn là các bạn ăn, các bạn có thể trộn với sữa chua này, ăn cùng với uống với sữa, hoặc các bạn trộn salad. Ví dụ trong quá trình trộn salad thì chúng ta cũng cho thêm các cái hạt vào. Thì thực ra đây cũng là cái cách ăn truyền thống của người Việt Nam. Ví dụ các bạn thấy hay là ăn salad có thể rắc vừng, rắc lạc. Rồi chúng ta bây giờ thì nhiều hạt hơn thì các bạn cho cả hạt maca, hạt rẻ, hạt điều vào thì ăn lại càng ngon ạ. Vâng, một câu hỏi được rất nhiều quý vị khán giả quan tâm, đặc biệt là những bà bầu, đó là một trong những cái phương pháp ăn hạt dinh dưỡng đúng cách đó là pha chế sữa từ hạt ạ. Thì bác sĩ có thể tư vấn một số cách để chúng ta lựa chọn các loại sữa nào để ăn cùng hạt dinh dưỡng, cũng như là sử dụng nó để có thể làm ra những cái loại sữa hạt. Thực ra thì tôi thấy rằng bà mẹ bầu ạ, khi mang bầu thì chúng ta biết rằng là cái nhu cầu dinh dưỡng rất là cao. Ví dụ như 3 tháng cuối là mẹ bầu cần phải thêm 31 g protein và thêm khoảng 470 kcal nữa. Tức là chúng ta thấy thêm gần như là đạm thì thêm so một nửa nhu cầu so với bình thường, còn năng lượng là thêm khoảng 1/3 so với nhu cầu đó. Thì chúng ta chú ý là khi mà các bạn mang bầu ấy, thì tôi khuyên là trước hết thì chúng ta uống sữa bà bầu ấy, thực ra là tốt hơn. Bởi vì trong sữa bà bầu là các nhà sản xuất đã nghiên cứu và tăng cường thêm các cái vi chất dinh dưỡng mà chị em bầu hay cần, ví dụ như là canxi, như sắt, như kẽm, rồi các cái vitamin, trong đó có cả acid folic, rồi vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin D. Như vậy thì sữa bầu là, tôi nói thật là tốt hơn sữa hạt. Chẳng qua là nhiều khi bà mẹ mà uống sữa bầu nhiều quá thì nhiều bà mẹ là ngấy, không uống được. Hoặc có những bà mẹ mà sức khỏe hơi kém này, nghén kéo dài thì chúng ta cũng ngấy, không muốn uống sữa bà bầu mà lúc đấy chuyển sang sữa hạt. Thế thì sữa hạt chúng ta có thể làm từ sữa đậu nành,
có thể mix hoặc là trộn sữa đậu nành cùng với hạt maca để các bạn làm sữa, hoặc lúc đấy cho thêm vài hạt lạc vào để thêm năng lượng. Thì chúng ta mix các loại hạt thì cũng là ngon, nhưng mà vẫn thiếu nhiều chất dinh dưỡng, vi khoáng, gọi là vitamin và khoáng chất hơn so với sữa và bầu. Tức là chỉ trường hợp là các bạn ngấy quá sữa bầu thì chúng ta hãy uống sữa hạt, chứ còn thì uống sữa và bầu là tốt hơn ạ. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ, chúng ta nên ăn hạt dinh dưỡng vào cái khoảng thời gian nào, cái giờ nào trong ngày để cái hạt nó có được hiệu quả tốt nhất ạ? Vâng, chúng ta thấy rằng ví dụ một số bạn có xu thế là hơi ăn kiêng để chúng ta điều chỉnh cái sức khỏe, ví dụ mình bị mỡ máu cao hay là thừa cân béo phì, hoặc một số người thì cũng có xu hướng như là cũng chán ăn thịt rồi nên muốn chuyển sang ăn chay á, thì tôi thấy rằng cái hạt đấy thì chúng ta ăn vào cái buổi sáng này. Buổi sáng các bạn có thể ăn nhẹ nhàng cùng với uống sữa, hoặc ăn thêm sữa chua, hoặc là các bạn cũng có thể đưa vào các bữa phụ, ví dụ bữa phụ là giữa buổi sáng và giữa buổi trưa, hoặc giữa buổi trưa và giữa buổi chiều, hoặc là có những bạn làm muộn, nhất là các bạn trẻ nắm văn phòng muộn thì chúng ta thậm chí làm đến 8-9 giờ tối thì cũng không kịp ăn gì, thì ví dụ cái tầm độ 5-30-6 giờ tối các bạn ăn thêm nhúm hạt, như vậy thì cũng thêm năng lượng để chúng ta có thể tiếp tục làm việc nữa. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị khán giả, bánh hạt dinh dưỡng là món ăn được nhiều bà nội trợ ưa thích, đặc biệt là với những người đang có nhu cầu giảm cân. Và nếu bạn đang muốn tìm một món ăn vặt cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe mà vẫn đảm bảo số cân nặng lý tưởng cho cơ thể, thì còn chần chờ gì mà không thử tìm hiểu ngay món bánh hạt dinh dưỡng giòn rụm, bùi thơm, hấp dẫn qua tiểu mục Vào bếp ngay sau đây của chúng tôi. Thank you.
thông tin hữu ích về sử dụng hạt dinh dưỡng đúng cách. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.